Đang ung dung trên trời, đạp mây xanh hôm nay xuống chơi. Anh hôm nay hơi buồn, thấy em tự nhiên thảnh thơi. Anh đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Coi như cho qua năm sau đám cưới liền tay. Có ngày mùng hai có ai đi nhiều em ơi ở đâu. Anh mang trầu cau qua anh rước dâu luôn. Mai đây ta sang giàu quá xa to thịt kho rau muống. Thắm thiết xe mặn nồng, yêu thương lắm mênh mông. Vậy thì còn chần chờ chi nữa. Một hai ba vô, hai ba một cũng là vô. Chơi tới luôn bắt con gà là lên nóc nhà. Rồi tới luôn cả nhà ơi, cóc thái lát nè cả nhà. Rất là thơm ngon cả nhà ơi. Mời cả nhà. Ngon ghê cả nhà. Bắt con gà là lên nóc nhà luôn. Biết không? Này là khế chua nè cả nhà. Khế chua. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Ôi. Chua lạnh lùng luôn cả nhà ơi. Rất là giòn. Một hai ba vô, hai ba một cũng là vô. Chơi tới luôn bắt con gà là lên nóc nhà. Ngon quá nha ơi. Ăn thêm trái cóc với hương hướng nha. Sau khi lên nóc nhà bắt xong con gà rồi, giờ Phương Hướng xin nói là chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.